cách nuôi dạy của ba mẹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của trẻ, cách nuôi dạy nào sẽ khiến cho trẻ có một cái tương lai tốt đẹp hơn, khiến cho trẻ trở thành con người lạc quan mà dễ thành công hơn trong tương lai. Xin chào ba mẹ, xin chào mọi người. Mình là Thanh Tình, giáo viên của AMT Việt Nam. Ở video lần trước, thầy Cao Lâm đã chia sẻ về sự khác nhau giữa luông chiều và yêu thương là như thế nào. Không biết là ba mẹ đã xem cái video đó chưa? Nếu như ba mẹ chưa xem thì hãy xem nó ở kênh YouTube này. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề cách nuôi dạy của ba mẹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của trẻ, cách nuôi dạy nào sẽ khiến cho trẻ có một cái tương lai tốt đẹp hơn, khiến cho trẻ trở thành con người lạc quan mà dễ thành công hơn trong tương lai, cách nuôi dạy nào sẽ khiến cho trẻ có xu hướng tiêu cực, khó hài lòng với cuộc sống và sẽ gây trở ngại trong việc xây dựng các mối quan hệ trong tương lai của trẻ. Thì theo một cái nghiên cứu của Đại học London đã chỉ ra rằng trẻ mà được nuôi dạy ở trong môi trường ba mẹ có xu hướng kiểm soát về mặt hành động thì trẻ sẽ trở nên lạc quan, tích cực và dễ thành công trong tương lai hơn những cái nhóm trẻ mà ba mẹ có xu hướng kiểm soát về mặt tâm lý. Thì cụ thể là kiểm soát về mặt hành động và kiểm soát về mặt tâm lý là như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Kiểm soát về mặt hành động tức là trong gia đình ba mẹ sẽ ra những quy định kiểm soát về hành động của trẻ, chẳng hạn như liên quan đến việc học, để cải thiện việc học được cho trẻ thì ba mẹ sẽ ra những quy định về và kiểm soát hành động cho con, chẳng hạn như là trong một ngày thì con bắt buộc phải dành 2 tiếng đồng hồ để học bài chẳng hạn, hoặc là khi mà con đi chơi thì trong nhà sẽ có quy định là khi mà đi chơi thì giờ giới nghiêm của gia đình sẽ là 9 giờ tối và con sẽ về nhà trước 9 giờ chẳng hạn. Hoặc là về liên quan đến việc dọn dẹp thì sau khi ăn xong chén của mình hoặc là sau khi uống sữa xong ly của mình là con phải tự rửa ngay lập tức chẳng hạn. Thì trong gia đình khi mà có những cái quy định về mặt hành động này và ba mẹ kiểm soát cái hành động đó của trẻ và yêu cầu trẻ phải thực hiện thì những cái trẻ mà được nuôi dạy trong môi trường ba mẹ có xu hướng kiểm soát về hành động, trẻ sẽ có tính kỷ luật hơn và sẽ có cảm giác hài lòng với cuộc sống và sau này dễ thành công và dễ xây dựng các mối quan hệ hơn. Kiểm soát về mặt tâm lý là như thế nào? Kiểm soát về mặt tâm lý tức là ba mẹ sẽ dùng hành động hoặc lời nói khiến cho trẻ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình kém cỏi hoặc là gây cho trẻ cảm giác phụ thuộc. Tức là cái lời nói góp ý của ba mẹ không có mang tính xây dựng mà mang tính mang màu sắc tiêu cực và mang tính ác ý, chẳng hạn như liên quan đến việc học của con, chẳng hạn như con học không tốt, kết quả không tốt thì ba mẹ sẽ ngược lại với việc kiểm soát hành động, ba mẹ sẽ dùng những cái lời nói để khiển trách con, chẳng hạn như con có biết là cái học phí của con ba mẹ đã phải vất vả như thế nào để kiếm tiền không mà tại sao con không học hành đàng hoàng, hoặc là khi mà con làm cái gì đó không tốt thì ba mẹ sẽ nhận xét theo kiểu chỉ có một cái việc đơn giản như vậy mà con không được. Thì những cái gọi là cái hành vi lời nói mà mang tính kiểm soát về mặt tâm lý này sẽ khiến cho trẻ cảm thấy mình kém cỏi và xấu hổ, gây cho trẻ cảm giác là bị ức chế và trong tương lai sẽ khiến cho trẻ cảm thấy khó hài lòng với cuộc sống của mình và khiến cho trẻ khó xây dựng các mối quan hệ trong tương lai. Thì kết luận của cái video lần này là khi mà nuôi dạy con thì ba mẹ phải chú ý là xây dựng cái môi trường thực hiện cái việc kiểm soát hành động của trẻ. Trong gia đình nên có một cái bản quy định, và cái bản quy định này thì nên có những cái quy định về hành động rõ ràng và ba mẹ cũng sẽ yêu cầu trẻ thực hiện theo cái quy định này. Thì nếu như vậy lời nói và hành động của ba mẹ cũng trở nên nhất quán, khi đó thì trẻ sẽ hiểu được là mình nên hoặc là không nên làm cái điều gì, như vậy thì sẽ rất là tốt trong cái việc giáo dục con. Thì nội dung chính của video hôm nay đến đây là hết. Thì nếu như mà ba mẹ thấy nội dung hay và bổ ích thì ba mẹ hãy like, share, thậm chí là ba mẹ cảm thấy là quan điểm này có cái điểm nào đó ba mẹ đồng tình hoặc không đồng tình thì ba mẹ cũng có thể comment ở bên dưới. Thì kênh YouTube này của AMT chia sẻ là những cái tip, những cái quan điểm về giáo dục trẻ. Ba mẹ thấy hay thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video khác. Thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở video lần sau.